Đây, mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Vậy giờ này kết thúc nha bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Rồi. Bây giờ mình đã tô màu xong nha các bạn nha.